vui vì lần đầu tiên được bác Hai Lính này được đi về chiến trường xưa, đi trên những con đường mà rất nhiều là ổ gà, ổ voi là do những hố bom để lại, gần như là được trở về với những năm thập kỷ 70-80 á, và được ăn lương khô này. Trở về chiến trường xưa của cha anh chúng tôi. Của cha anh chúng tôi, vâng. Chứ không, mình không phải chiến trường đâu. Vâng, chúng tôi được trở về chiến trường xưa của cha anh chúng tôi. Được trải nghiệm đi những con đường rừng lên dốc xuống dốc này. Rồi có những cái rất là nhiều những cái ổ gà, ổ voi mà rất là khó đi. Rất là vui ăn lương khô này được trải nghiệm. Xin chào mọi người. Xin chào. Thank you.